Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Vậy là ngày hôm nay diễn ra cái sự kiện là quét ải để lấy hoa hồng rồi Và hoa hồng này sẽ đem đến cho các bạn đó là thêm kim cương với cả mảnh vạn năng Thì mình đã vừa quét được đó là 89 cái bông Và đây là một cái nguồn viện trợ để các bạn có thêm kim cương Ở trong cái sự kiện vòng quay sắp tới đó là X với cả Y Thì bạn nào mà chưa có Pokemon Sunia thì tốt nhất là nên lấy Bởi vì nó sẽ là một Pokemon chơi rất là lâu dài trong tim của bạn và đây mình sẽ mở 89 bông hoa hồng và mình đã được đó là 300 kim cương với 8 mảnh vạn năng vàng với cả một số đồ lặt vặt như thế kia. Quay trở lại với chủ đề chính clip này thì mình lại tiếp tục phân tích những S cộng mới dựa theo những kinh nghiệm cá nhân của mình để các bạn có định hướng với cả dự định lấy những S cộng mà các bạn yêu thích bổ sung thêm vào team và các bạn đã có dự đoán đó là S cộng nào sẽ ra mắt ở trong sự kiện đấu giá ngày 19 tháng 8 sắp tới chưa? Mình thì mình thấy ở trên trang chủ hôm nay đang diễn ra cái sự kiện quánh boss Gigade thì giống như đợt trước Victini ra mắt thì có sự kiện quánh boss Victini này thì nhớ đâu Gigade sẽ là S cộng sắp tới ở trong cái sự kiện đấu giá này thì cũng sẽ giống như những bản khác thôi cũng không có gì uh, uh, khác đó là victini ra xong đến uh, con zigade và uh, sau zigade sẽ là con uh, masadao còn nếu theo bản đài thì uh, manafi sẽ ra, ra mắt sau con zigade uh, và masadao ra mắt sau manafi hai con này có thể tráo đổi này Chúng ta sẽ nói về Gigade đầu tiên. Đây là một Pokemon thuộc dạng hỗ trợ, nhưng mà nó cũng hơi giống với cả Kyurem. Nó sẽ thiên hướng về tăng nhiều hơn và đạt hiệu ứng bất lợi lên địch và nó cũng có sẽ có khả năng khống chế đó là choáng đến tận hai lượt lận. Với Gigade này, đây là một Pokemon theo kiểu mà thiên hướng phòng thủ là chính và nó sẽ có ba cái dạng của nó: 10%, 50% và dạng 100%. Các bạn sẽ bắt đầu với dạng 100% và cứ khi nó nhận sát thương trí tử thì nó sẽ phân tách thành hai cái dạng nhỏ hơn của nó và khi nào về dạng 10% nó chết thì lúc đó coi như là chết hẳn này và cũng tương ứng với từng dạng như vậy dạng 100% thì thiên về phòng thủ dạng 50% thì thiên hướng hướng về đặt hiệu bất lợi với cả độc còn dạng 10% thì nó cắn rất là đau sát thường gây ra toàn sát thường thực nhưng mà cũng tương ứng như vậy thì dạng 100% nó sẽ châu phòng thủ châu nhất và dạng 10% thì nó rất là yếu dễ rất là dễ chết và nếu bạn nào mà chưa có một con phòng thủ tốt thì Zigade nó cũng sẽ là một Pokemon có vẻ như là giúp cho bạn tăng ở hàng trước rất là tốt này tuy nhiên Điều kiện cần của nó chắc là phải từ 8 sao đổ lên rồi, chứ còn nếu mà dưới 8 sao thì các bạn sẽ thấy nó rất là mỏng manh. Và 11 sao thì nó cũng sẽ phòng thủ rất là trâu. Nếu bạn mà chưa có con phòng thủ chắc như Diamond Gardon thì Gigade cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt để các bạn có thể sử dụng này. Và với Gigade thì nó cũng sẽ là một Pokemon bổ trợ dành cho hệ rồng, hệ đất, hệ tiên và nếu có thêm hệ bóng tối thì nó sẽ trừ đi máu gốc của địch này. Lúc này các bạn có thể sử dụng đó là hệ rồng Mega Rayquaza, đất thì Diamond Gardon, Gigade nó cũng sẽ hỗ trợ hai hệ đấy. Và kèm theo nữa là về sau đi cùng với cả team tiên Mega TNC Thì uh, Gigade nó cũng sẽ có được một trong uh, vị trí khi các bạn chơi sử dụng team tiên đất đá này Với Gigade này thì các bạn nên lấy và sử dụng từ 8 sao đổ lên thì nó mới thực sự tốt <laughs> tiếp theo đó là S cộng Masadao. Nếu đúng như theo các bản khác thì Masadao sẽ ra mắt sau gigade và theo như dự đoán của mình đây là một cái sự kiện đấu giá một S -Cộng rất là hot và có thể sẽ dẫn đến đổi máu bởi vì đây là một S cộng đang được đánh giá ở bản tiếng Anh, bản đài chẳng hạn hay là bản tiếng Trung hồi xưa một S cộng với cái lượng sát thương gây ra cực kỳ là khủng khiếp và đôi khi giúp cho bạn lật kèo một cách nào đó mà không hề mà ngờ tới được và còn tương lai về sau thì nó sẽ đi cùng với team ma của Lulala thì sẽ cực kỳ là mạnh và tốt nếu bạn nào mà chịu khó nuôi hai Pokemon này lên được 11 sao thì nó sẽ là một bộ đôi cực kỳ là tốt này với Masadao thì mình khỏi bàn rồi rất là nhiều clip mình đã nói về Masadao đó là cái lượng sát thương gây ra rất là khủng khiếp bởi vì là một phần nó kèm theo cái lượng sát thương thực khi mà nó bị tấn công càng nhiều thì lượng sát thương nó tích tụ lại thì nó sẽ tấn công địch với rất là cao và Masadao nếu bạn nào mà không có Pokemon đam tốt ví dụ như Mega Ray chẳng hạn thì Masadao sẽ là một cái lựa chọn tốt để các bạn có thể là đầu tư và có thể nâng lên 11 sao bởi vì Masadao là một Pokemon S có thể giúp bạn chơi lâu dài nếu bạn nâng lên 11 sao chẳng hạn và tối ưu về sau thì chắc phải từ 8 sao đổ lên thôi 4 sao của nó thì cũng chưa có sự quá nhiều nổi bật và cái kiểu dạng như sinh tồn của Masadao cũng sẽ kém bởi vì là Masadao này nếu mà sức tấn công nó mạnh như vậy rồi mà sinh tồn nó lại còn xịn nữa thì lại quá là bá rồi hơn cái S vậy nên là sinh tồn thì kém nhưng mà sát thương gây ra thì cao và về sau phải cần bộ Pokemon bổ trợ nó hơn thì sẽ tốt 8 sao thì lúc đó cái lượng sát thương nó gây ra bỏ qua sợi dây liên kết thì mới là tối ưu vậy nên là nếu các bạn lấy Masadao thì Yêu cầu vẫn phải từ 8 sao đổ lên mới có thể tốt được. S cộng kế tiếp đó chính là Mana Phi một pokemon dành riêng cho cái team nước một hỗ trợ cực kỳ là tốt này cũng giống như kiểu của victini thì victini chuyên đi cùng với team lửa thì manafi lại chuyên đi cùng với cả team nước à, những bộ skill của nó chủ yếu là dành cho hệ nước là chính thôi cho nên nếu các bạn đi cùng với cả team khác thì nó cũng sẽ không được hữu dụng cho lắm tuy nhiên à, nếu các bạn mà sử dụng team nước thì manafi các bạn cũng nên có ở trong team 4 sao thì nó đã sử dụng tốt sẵn rồi và kiểu dạng như các bạn về sau mà có bộ đôi Askenza với cả ramen kyo được nuôi mạnh thì manafi có thể không được đi cùng theo bởi vì là nhiều về Dần dần về sau có nhiều nhiều Pokemon tốt hơn thì Manaphy có thể bị bỏ ra. Tuy nhiên là lúc này mới, team nước chẳng hạn thì Manaphy khi các bạn cho vào các bạn sẽ cảm thấy team nước của mình mạnh lên một cách đáng kể mặc dù là nó chỉ có mới bốn sao thôi. Còn khi các bạn lên được 8 sao thì Manaphy lại còn phòng thủ tốt hơn nữa và nó còn hỗ trợ thêm nhiều hơn. Vậy nên là Manaphy, một thành viên của team nước. Nếu các bạn mà lấy thì 4 sao cũng đã có thể sử dụng tốt được rồi và nó sẽ chủ yếu đi cùng với team nước là chính. dừng với S cộng, chúng ta sẽ nói đến S sẽ ra mắt ở trong tháng này, đó chính là Raymond Gio. Đây là một Pokemon SS mình đánh giá ra mắt sau Raymond Gaudon, ra mắt sau Mega Rayquaza. Tuy nhiên là cái khả năng tấn công, phòng ngự với cả hỗ trợ của Gyo đều rất là tuyệt vời, nó rất là đồng đều luôn. Với khả năng phòng ngự thì có khi à, các bạn sẽ phải sẽ rất là khó để tiêu diệt một con Raymond Gio hơn so với cả một con Raymond Gaudon. Về tấn công thì đôi khi các bạn sẽ cảm thấy đó là cái ulti của nó kiểu dạng nhiều lúc rất là nguy hiểm, team của bạn có thể bay bất cứ lúc nào với cái đòn sát thương của nó còn với khả năng hỗ trợ đương nhiên rồi uh, giải khống chế này xong rồi kháng hiệu khống chế này xong rồi là hồi máu xong rồi là giúp đỡ cho tim tăng tốc độ nữa đó chính là những cái mà Diamond QO đem lại dành cho tim của bạn này một s rất là tốt và đương nhiên các bạn thấy đó là cứ khi s ra mắt thì nó sẽ có một cái sự uh, uh, khác biệt rõ rệt hơn so với cả s cộng và cứ thật th những kiểu dạy như là thời kỳ của ramen Gordon các bạn đã cảm thấy mạnh mẽ rồi thì thời kỳ của ramen QO nó còn uh, tốt hơn nữa và đi khi đi cùng với tim nước thì Diamond Kyo nó đã chính thức là nâng tầm team nước hơn và lúc đó thực sự team nước mới có thể sống dậy được này. Có đôi khi có uh, là các bạn thấy thấy đó là Diamond Kyo này theo kiểu mà một mình ở trong team nó sẽ cân được cả bên team bên kia khi các bạn nuôi tốt bởi vì là khả năng tấn công và phòng ngự của nó đều rất là ổn và là một S sắp tới sẽ rất là đáng gờm. chúng ta sẽ đến với cả một S cộng free đó chính là Asgardenia con này sẽ tiến hóa lên từ con Greninja thường tuy nhiên là các bạn cũng sẽ phải là cần một số điều kiện giống như mình đã nói trong một số cái clip rồi với Asgardenia thì mình đánh giá nó sẽ rất là ổn khi mà nó chỉ với 4 sao và lên 8 sao nữa còn khi mà nó cực kỳ khủng khiếp đó là về 11 sao tuy nhiên nó sẽ cần một cái điều kiện rất là quan trọng đó là khi 4, 8 hay 11 thì nó vẫn phải cần đó là Raymond Kyo đi cùng với nó bởi vì 4 sao của nó nếu mà không đi cùng với Diamond Kyo thì mình cảm thấy rất là cùi Nếu các bạn sử dụng nó thì các bạn sẽ cảm thấy đó là những S cộng khác sẽ còn tốt hơn Tuy nhiên là khi 4 sao mà đi cùng với cả Diamond Kyo thì asgenza nó mới được thể hiện rất là nhiều Với cái sát thương nó gây ra rất là khỏe và đánh lan nữa Còn khi 8 sao thì 4 với 8 thì nó cũng hơi na ná với nhau 8 thì cũng sẽ có một số cái tốt hơn Còn nếu mà khi các bạn lên được 11 sao của asgenza thì đây sẽ là một Pokemon cực kỳ là khủng khiếp Khi đi cùng với cả Diamond Kyo và nếu các bạn mà thực sự là đam mê chơi team nước thì Asgenza sẽ là một Pokemon theo kiểu mà rất là đáng để lên 11 sao. Đương nhiên là các bạn sẽ phải sử dụng mảnh vận năng đỏ của nó rồi. Chứ không phải là sử dụng mảnh vận năng thường hay là mảnh của con Greninja nữa. Bởi vì bây giờ nó đã trở thành là một con S cộng rồi và nếu các bạn mà sở như là không có đi cùng Ramon Kyo thì ngay cả khi các bạn lên được tận 11 sao thì gọi là cái sát thương nó khỏe hơn thôi chứ nó cũng không hữu dụng cho lắm. Vậy nên là Ascendza cũng là một Pokemon theo kiểu mà chỉ đi cùng với cái team nước là chính. Còn Ascendza các bạn có thể bỏ qua bỏ ra lúc nào? khi các bạn lên được 11 sao thì nó sẽ bỏ ra khỏi team khi mà trong team của bạn không còn Raymond Kyo nữa Vậy nên đây sẽ là một bộ đôi đi cùng với nhau Raymond Kyo không cần thiết đó là Asgenza Nhưng mà Asgenza thì nó rất là cần đó Raymond Kyo S cộng kế tiếp đó chính là Son Galeo. Bạn nào mà đam mê tim thép thì Son Galeo sẽ là một Pokemon rất là cần rồi. Bởi vì là nhiều người đang chờ con Son Galeo này để chính thức đưa cái tim thép của mình lên ngôi. Và trong tim thép ấy, dần dần về sau thì cái nhân vật chủ chốt để có thể gánh tim chiếm đến tận 70% sức mạnh. Theo mình nghĩ là vậy. Đó chính là con Son Galeo này. Nếu mà thiếu Son Galeo đi thì coi như các bạn là tim thép của bạn cũng sẽ không được như là vươn tầm lên giống như những Pokemon bậc S như là Diamond Gordon hay là Diamond Kyo đâu. Và nếu các bạn nuôi mạnh cái tim thép của thì các bạn có thể là À, nếu mà ngang lực về cả tim nước các bạn còn hoàn toàn có thể uh, ngang cơ và có khi còn nhỉnh hơn bởi vì son Leo nó cũng sẽ gây ra sát thương rất là tốt mặc dù đó là một con thuộc dạng phòng thủ tuy nhiên là cái khả năng đánh trả của nó rất là đau đó là dựa theo cái khả năng phòng thủ của nó theo kiểu sát thương thực ấy. và cái tấn công của nó và khi các bạn lên được uh, 11 sao thì sát thương nó kèm theo sát thương thực dựa theo phòng thủ nữa cũng sẽ rất là tốt hay là khi đi cùng với tim thép thì những quả cầu lửa nó bắn ra một lượng sát thương rất là cao cho kiểu mà có thể kêu được bên địch rất là tốt vậy nên son leo này một thành phần không thể thiếu tuy nhiên cái số sao mà yêu cầu dành cho Son leo phải từ 8 đổ lên Nếu bạn sử dụng 4 sao thôi thì mình đánh giá nó rất rất là cùi Chứ nó không thể hiện được quá nhiều cái sức mạnh nó đâu 8 sao thì nó mới có thêm cái hiệu ứng đó là cái bất tử của nó ở 8 Chứ nếu không dưới 8 thì các bạn hoàn toàn có thể dạy như là một đòn là có thể bay được Son leo này rồi Còn 8 thì hiệu ứng bất tử đó nó sẽ làm cho gọi như là Những cái sát thương mà nó nhận vào sẽ giảm đi một cách đáng kể Có khi còn về một máu thôi Vậy nên Son leo này tối ưu về sau các bạn muốn sử dụng thì phải từ 8 đổ lên còn 11 sao thì nó sẽ rất là bá Thành viên tiếp theo Magena, các bạn sẽ cảm thấy dần dần đó là những Pokemon ra sau để bổ trợ dành cho những Pokemon chính ở cái team đó và Magena mục đích ra mắt để bổ trợ dành cho Sungaleo và Magena này các bạn thấy có hai hệ đó là hệ thép với cả hệ tiên đương nhiên rồi nó sẽ bổ trợ dành cho hai cái hệ này với hệ thép thì theo kiểu mà lúc đó sẽ được tăng cường thêm theo kiểu mà đánh được thêm còn về tiên về sau thì khi Magena nếu không đi cùng với team thép nữa thì nó cũng sẽ vẫn rất là hữu dụng khi các bạn sử dụng cái team tiên của Mega TNC về sau Mega TNC về sau uh, theo kiểu mà hướng team tiên đất đá ấy, nó một cái team theo kiểu mà phòng thủ chắc và phản đam rất là nhiều và Magena cũng sẽ là một Pokemon đi cùng với cả Tim Tiên đất đá cực kỳ là tốt bởi vì khả năng đặt bẫy của nó với cả tạo cái uh, giúp cho Tim Tiên của bạn tốt hơn nữa và Magena uh, nếu các bạn mà đi cùng với Tim Thép thì cũng không nên thiếu nó rồi một Pokemon theo kiểu mà rất là đa dụng luôn uh, phòng thủ thì cũng chắc chắn uh, theo kiểu mà hỗ trợ Tim Thép cũng rất rất là ổn và nó cũng sẽ tăng cường cho Tim Thép cái lượng tấn công sẽ rất là tốt và Magena nếu mà số size yêu cầu thì 4 sao nó đốt tốt, tốt sẵn rồi Còn nếu các bạn lên được 8 sao thì khả năng phòng thủ của nó sẽ tuyệt vời hơn nữa này ra mắt sau Magena để trở thành một bộ đôi đặt bẫy, đặt bộ đôi pháo đài đó chính là con Volcanion vừa mới bít ua xong ở trong cái bản tiếng Anh và bản đài thì ra mắt vào tháng trước rồi. Volcanion một Pokemon theo kiểu mà vừa đi cùng với tim lửa, vừa đi cùng với tim nước và lại vừa đi cùng với tim thép của Magena nữa. Đây sẽ là một bộ đôi cực kỳ tốt với Volcanion này, kiểu dạng như là cái sát thương nó gây ra cũng sẽ rất là tốt, tuy nhiên là cái kiểu dạng như sinh tồn của nó cũng mình không đánh giá cao cho lắm. Nếu các bạn đi cùng với là team lửa thì kiểu dạng như là một đòn tấn công của địch, uh, Volcanion cũng sẽ rất là dễ bay ngay cả khi 4 hay là 8 chẳng hạn. Uh, còn nếu mà đi cùng với team nước thì bạn sẽ có được thêm đó là một cái uh, sự hỗ trợ kháng tử đến từ Raymond QO nữa, cũng sẽ an toàn hơn. Còn nếu các bạn mà lên được 8 sao, rồi mà không đi cùng với Magina thì nó cũng sẽ không được tạo pháo đài. Và tối ưu về sau nếu bạn muốn chơi sử dụng pháo đài thì cả Magena lẫn cả Volcanion đều lên được 8 sao. Thì lúc đó khi mà nhận một cái sát thương trí tử thì Volcanion sẽ không chết mà tạo ra một cái pháo đài lôi cả toàn bộ đồng đội của bạn lên. Và lúc đó thì khả năng lật kèo cũng sẽ rất là tốt bởi vì pháo đài của Volcanion với cả Magena bắn cũng rất là rác luôn. Có khi kill cả team địch luôn. Vậy nên Volcanion này, một Pokemon các bạn có thể chơi theo hướng vừa lửa vừa nước, lại còn vừa đi cùng với cả thép đều rất là ok. Tuy nhiên là... Nếu mà tối ưu thì chắc là phải đi cùng với Magena và từ 8 sao đổ lên mới có thể tốt được ra mắt sau Volcanian đó chính là Luala thời kỳ của Tima bắt đầu trỗi dậy và Luala nó sẽ trở thành hạt nhân của Tima với những hiệu ứng rất là tốt bổ trợ dành cho Tima là chính mang tiếng là hệ siêu với cả hệ ma nhưng mà Luala bổ trợ dành cho team siêu cũng rất là ít hệ ma là chính thôi cũng giống như Son Galeo vậy hệ siêu với cả hệ thép tuy nhiên là nó đi cùng với cả thép là chính còn siêu chỉ là một phần thôi và Luala khi nó ra mắt nó sẽ giúp cho ma sa của bạn tốt hơn rất là nhiều với khả năng đó là hồi sinh này và tàng hình tàng hình của nó thì nhiều lúc rất là mất dậy luôn đấy à, theo kiểu mà pháo đài thì không thể nhìn thấy nó bắn hay là những đồng đội của bạn mà theo kiểu mà chẳng nhìn thấy địch đâu để đánh thì cũng đứng yên để nhìn nhìn cái tim ma của, của địch đánh liên tục và Luala một pokemon theo kiểu mà tốt sẵn ở 4 sao ở phần solo này còn nếu mà đi team thì 4 sao nếu bạn không đi cùng với team ma chẳng hạn thì lua la cũng sẽ không thể hiện được gì nhiều cho mấy còn đâu với team siêu về sau thì lua la có thể sử dụng được tuy nhiên là không có quá nhiều cái hiệu ứng đặc biệt khi đi cùng với cả team ma và Luana có lẽ là 4 sao có thể sử dụng nhưng mà cũng sẽ không hữu dụng dành cho những cái team theo kiểu khác còn 8 sao sẽ là một cái cực kỳ cần để các bạn đi cùng với cả team ma lúc đó thì nó mới có khả năng đó là hồi sinh team ma trở dậy và có khả năng đó là tàng hình trong vòng hai lượt đầu tiên chứ nếu không dưới 8 sao thì la cũng sẽ không thể hiện được nhiều cho lắm đâu Vậy nên là với vũ Luala này nếu bạn nào mà đam mê team ma thì Luala là một thành phần không thể thiếu được Và chủ yếu như mình đã nói đó là đi cùng với team ma là chính thôi Về sau các bạn có thể cho vào team siêu nhưng mà nó cũng sẽ không hữu dụng bằng những Pokemon hệ siêu về sau Và đây chính là S cộng kết thúc ở trong clip ngày hôm nay Một Pokemon hệ ma và 8 sao sẽ phải là yêu cầu dành cho nó rồi thì đó chính là một số S cộng sắp tới à, để các bạn có thể định hướng và lấy mà có thể sử dụng tốt Ví dụ như có Pokemon phải từ 8 sao đổ lên Nó mới gọi là thực sự tốt để có thể đi cùng với team cơ Nhưng mà nếu mà giả sử ở server mới chẳng hạn Thì những Pokemon đó hoàn toàn có thể sử dụng tốt Sẵn ở 4 sao rồi Còn nếu về cả những cái team mà bạn đang có mạnh, mạnh sẵn ý, Thì 4 sao nó chưa chắc nó đã thể hiện được gì nhiều So với cả những S cộng hay là S các bạn đang có đâu Còn nếu các bạn lên được từ 8 sao đổ lên Đi cùng với cả những team tốt à, Đi cùng với cả những Pokemon có thể phối hợp với nó tốt Thì các bạn có thể à, có được cái sức mạnh hơn đến từ cái tim của bạn và dần dần cũng sẽ phân tách ra kiểu như vậy, thời kỳ của tim nước, tim thép và đến tim ma và sau tim ma sẽ đến đến thời kỳ của tim tiên đất đá của Mega TNC, đến thời kỳ tim siêu của Necroma xong rồi thời kỳ tim giác đấu của Mega Mewtwo X và sau đó lại quay trở lại tim tiên với Raxian và Mega TNC này. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp và phần 2.